Trái ngược với không khí nô nức về quê tại thành phố Hồ Chí Minh thì vào thời điểm hơn một tuần trước Tết, tình hình hoạt động tại các bến xe Hà Nội vẫn khá im ắng. Nhiều xe vẫn xuất bến trong tình trạng chỉ có 3 đến 5 khách. Tại khu vực sảnh chờ, lối ra các nhà xe tại bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm đều rất vắng khách. Nhiều nhân viên bán vé ngán ngẩm trước cảnh ế ẩm này. Thời điểm Tết Nguyên Đán nhầm dần năm 2022 đã cận kỳ. Tuy nhiên, năm nay không còn cảnh chen chúc, xếp hàng mua vé, tìm xe như mọi năm. Nhân viên nhà xe Tiến Dũng tuyến Hà Nội Lào Cai ghi chép lại thông tin hành khách để phục vụ công tác khai báo y tế. Nhân viên này cho biết, dù là cận Tết nhưng những ngày này chỉ được từ 7 đến 10 khách. Lượng khách năm nay ế ẩm hơn nhiều so với mọi năm. Giá vé về Lào Cai là 210.000 đồng một vé. Nhiều nhà xe tuyến Phú Thọ sắp tới giờ xuất bến nhưng trên xe vẫn vắng hành khách. Tương tự tại bến xe Giáp Bắc, số lượng người mua vé tại các nhà xe cũng rất vắng vẻ. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, phó giám đốc bến xe Giáp Bắc cho biết, thời điểm hiện tại, lượng xe hoạt động chỉ bằng 30% công suất. Tại bến xe đang có khoảng 280 đến 300 xe hoạt động một ngày, lượng khách từ 800 đến 1000 khách một ngày. Theo lãnh đạo bến xe Giáp Bắc, lượng hành khách đi tuyến Thanh Hóa là phần lớn. Dự báo thời điểm cận Tết nguyên đáng, lượng khách cũng không tăng lên quá nhiều so với số lượng hiện tại và hành khách không lo thiếu xe. Anh Dũng, quản lý nhà xe Tuân Yến chạy tuyến Hà Nội Thanh Hóa cho biết, những ngày qua, lượng khách về bắt đầu đông hơn những tuần trước. Tuy nhiên, lượng khách trên xe cũng chỉ khoảng 10 người, chỉ bằng 30% công suất xe. Giá vé tuyến về Thanh Hóa là 200.000 đồng một vé, không tăng lên so với những ngày thường. Theo quản lý các nhà xe, Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người lao động ở khu vực phi chính thức đã về quê từ những lần giãn cách trước đó. Một lượng lớn sinh viên chưa quay trở lại các trường đại học cạo đẳng học trực tiếp. Lượng hành khách năm nay giảm hơn nhiều so với mọi năm. Nhiều tuyến xe về các tỉnh, thành phố rất vắng vẻ. Nhiều xe các tuyến Ninh Bình, Nam Định xuất bến chỉ 2-3 khách. Theo công ty cổ phận bến xe Hà Nội, Dự kiến lượng khách sẽ không vượt năng lực vận chuyển theo biểu đồ vận hành tại các bến xe và bình quân lượt khách trên xe sẽ chỉ đạt 50% tải trọng thiết kế.